Vô đi, vô vô ba chụp cho anh tắm. Rồi 1 2 3 cười. Rồi cảm ơn chú. Chứ còn em quý là không thấy con ăn no rồi, nãy giờ con mới ăn no rồi. Hả? À ông Tây quay cái bánh, ba cũng quay cái bánh luôn nè. Bánh này đặc sản hồi nhỏ của ba đó. Chú cái đi. Ba lấy chú cam luôn. Sao vậy con ngứa hả? Ba đi, đi chơi chứ mà đi. Rồi. Rồi đây đây đây. Ơi. Sao quay hả? Mình đi từ đầu mình đi quay đi vô. À. Bây giờ vậy? Ba quay phim. Thì đó, ba quay cảnh xíu rồi ba vô. Hả? Rồi vô vô đi vô. Cái này cái quán trường Alexander Ross thì. Nguyễn Văn Bình hả? Nguyễn Văn Bình là đường sách nè, đường sách Nguyễn Văn Bình nè. Rồi đi vô, đi vô. Vô đi, con với này đi đi. Thôi ba đi vô. Ở đây đường con vừa cắm xe một chị vào. Hả? Bây giờ đi chơi chứ. Này Khang. Khang, quay ba với em đi con. Rồi. Cái tay kia đi làm mày ngày chơi ngày em thôi đi nào coi đi con muốn vô nhà sách nào đó con vô con đường mắt của con.
Ở trong cận đi. Em mở cái hộp gì ra rồi, trong này sẽ có một con búp bê. Không phải là cái hộp gì, trong này có một búp bê để đứng. À, anh hai, em nhìn em quay vậy thấy giống như số 99 không? Ê, cầm cái gì? 66 không sao cả. Nó là cái đồ giặt hết trơn rồi. À, búp bê nè. Còn tí gì là mình nhanh. Hết biết rồi. Chị không biết đánh đèn nữa. Rắn này trời. Long ơi, mà này có giấy mèn nè Long. Có hình với mạng nè, ngoài này nè. Đó hả? Đó. Đây nè. Ở trên này nè. Trên mái nhà nè, chỗ chữ kim đồng nè, bên đây nè. Bên đây nè, với mạng cầm cái bông cỏ đó, thấy không? Thấy chưa?
Thấy không? Lỡ được chưa? Dạ rồi. Hả? Mua được mua đi. Trời ơi. Anh tập 40. Ủa tập đó con coi chưa? Dạ chưa. Ừ mua đi. Con tập 90 rồi. Rồi Long có mua cuốn nào nữa không? Thì ra con vô đây thấy con tìm 491. Đứng qua đây mà chụp hình cái coi. Đứng qua đây nè. Cuốn là giá 18. Đứng qua đây, đứng qua đây. Ừ, đúng đó. Rồi. À, 90 đây nè. Có không? Dạ có. Coi không, mua không? Dạ mà đọc rồi. Đọc rồi mua một chi. Chính nốt là chưa từng nghĩ chưa ra hả? Là chưa viết hả? Ô rẻ dữ. Mua đi. Mà không có tiền. Nè. Rồi tính tiền đi, tính tiền đi, bao nhiêu tiền nha. Nè Long đưa tiền cho anh hai Long. Anh ta nhận mà con đưa tiền cho ông ta. Ừ. 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 Tiền khó đó hả? 1-2 tháng sau mới có tổng 90 đó. Dạ xíu mà. Mấy cái nhà sách, cái nhà sách khác cũng có sách cho em. Nhưng mà nhà xuất bản Kim Đồng là xuất bản sách cho em nhiều nhất. Lại đây nè, ba chụp hình đây. Kìa lại ngồi chỗ hút tượng kìa. Hả? Anh hai, đứa con đứng, ừ đứng ra đó, đẹp rồi đó, ừ đẹp quá. Đẹp quá.
À. Bà vừa quay qua vừa chụp đúng không ạ? Ừ, bà vừa quay qua vừa chụp. Vô lắm ơi, bánh mì sáng mà Hồng đứng vô đó kìa, chụp hình cho xe đạp kìa. Ủa tối nay á à, hình như là tối nay không biết nữa. Một quyển sách là một cành hoa kìa kìa, cô cho cái gì à, là một quyển sách một cành hoa đó. Dạ. Tặng mẹ đó. Con cảm ơn cô. Rồi chúc cô sinh nhật, chúc cô đó tháng 3 vui vẻ. Ông cả chúc mẹ đâu. Ô, nhà kìa. Ừ. Chú đang viết thư pháp này, chú đang viết chữ kìa. Được, bây giờ chú ghi cho cháu chữ đô ở bên này, còn chữ mi ở bên này. Bây giờ đâu có đóng bên này, vẫn đóng được. Ôm, chú vẫn đóng được mày đúng không chú? Không. Thằng ông. Ông ơi, nãy không biết có ông nào bên nhanh này hết chưa? À. Đây ngồi đây này, ngồi đây ba chụp hình coi. Khang Long. Ba. Ơi. Con đụng cái ghế mà. À. Em biết bằng kêu ở trong đây người ta làm gì không biết nè. Cái này là con đụng cái ghế là cái con nhất chích chung ra là nó vừa nghe luôn. À. Là con ngồi xuống, con đó nghe. À rồi. Con ngồi xuống con. Cho nên nó kéo dài cho tới khi mà con ngồi xuống. Tức là người ta. Người ta đang dán băng keo á. Ta đang dán băng keo. Khang Long. Đúng rồi, một cuốn sách là một cành hoa. Con mua 10 cuốn sách là tặng 10 cành hoa luôn. Mời đem về làm gì? Hả? Đây là tặng mẹ. Đúng rồi. Nhưng mà tặng nhiều quá thì không chưa nổi. Ừ, không chưa nổi. Nhà mình có mấy cái bông ở nhà nữa mà. Lau cầm chân nè. Ủa? Hả? Thấy cái lụng vô là không thấy cái gì trong đó chưa? Cái nhụy ở trong, cái nhụy hoa ở trong đó. Nhưng mà sao con không nhìn thấy cái ông, con ông à, con sách đi mà ông đâu có ngửi mùi theo kịp đâu. Nó đâu có biết đâu mà đi theo. Nhưng mà hồi nãy con cũng không nhìn thấy ông luôn. À. Nhưng mà mới sách. Tại vì cái này mang đi vòng vòng mà. Chứ người ta xịt nước nhiều quá nó không có thơm. Xịt nước xịt thuốc nhiều quá nó không có thơm. Thơm rồi ba.
Vui chứ. Ủa, nếu mà đường này mà có xe mà xe nhá. Xe nhỏ. À cái đường kia là đường khác, con ngồi đi, cứ ngồi đi. Tới quay lại. Ở đây không? Mày có mấy con hoa này để vô nước là nó thấm đúng không ạ? Hả? Con hoa này để vô nước là nó sống. Nó hút nước, tưởng rồi nó hút nước. Nó hút nước nó mới tươi được. Nhưng mà nó khi mà nó đến một lúc nào đó nó cũng héo à. Tại cắt lên lâu quá là nó hư rồi. Mày về mà. Thì chắc kịp giờ hả? Mày đâu có nhà đâu. Không có sao đâu. Harry Potter. Cái này là cái tiểu thuyết nổi tiếng thế giới. Nó bung xuống một đám luôn à. Mình bị chết luôn á.